Thị trường lao động đang có sự chuyển biến mạnh mẽ dưới tác động của công nghệ. Tuy nhiên, ở một góc nhìn khác, công nghệ cũng tạo ra công việc mới, theo tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp. Và vâng, những công việc trong mảng phân tích dữ liệu lớn, công nghệ quản lý môi trường, mã hóa và an ninh mạng, công nghệ sinh học, nông nghiệp dự báo sẽ tăng lên trong tương lai. Hiện nay thì nhiều doanh nghiệp đã có chương trình đào tạo phát triển người lao động để đón đầu xu thế và quan trọng hơn là dự báo xu hướng thị trường lao động cũng nhắc nhở doanh nghiệp và người lao động cần có tâm thế sẵn sàng cho những thay đổi trong tương lai.